Bắt đầu từ ngày 13 tháng 8, cứ vào khoảng 16h30 đến 20h, chiếc siêu xe lưu động tiêm vaccine lại có mặt tại Ủy ban Nhân dân phường 9 quận Gò Vấp để tiến hành tiêm cho người dân. Đối tượng tiêm là những người từ 65 tuổi trở lên hoặc những người gần 65 tuổi có bệnh nền. Xe lưu động giúp cho việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện, hạn chế tập trung đông ở những điểm tiêm lớn của thành phố, công suất mỗi buổi tiêm khoảng 300 liều. Theo ghi nhận của Vietnamnet tại điểm tiêm Ủy ban Nhân dân phường 9, khoảng 45 y bác sĩ đã sẵn sàng tiến hành tiêm cho hơn 300 cụ già, người có bệnh nền, nhiều người đã có mặt từ rất sớm, phấn khởi chờ đợi tiêm vaccine, tất cả đều nghiêm túc giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang theo quy định. Nhiều cụ già lớn tuổi khi đến lượt tiêm vaccine đều được nhân viên y tế dìu lên xe. Trước khi tiêm, người dân sẽ được thăm khám sàng lọc để đảm bảo yêu cầu về sức khỏe. Thấy xe vaccine lưu động này rất là hiện đại, rất là tốt. Nó rất là tiện lợi đi lại cho người dân, ví dụ được điểm nào cũng được. Còn nếu mà tiêm như điểm bệnh viện hoặc chỗ trường học là nó hay xa, chứ là cái phía sau đi xa xôi, cái trường học nó không có tiện bằng cái này. Mong chờ vắc xin rất là mong chờ, và mong là chích càng sớm nó càng tốt. Mình khi tiêm xe này rất là đông, nhưng mà ta giữ khoảng cách, giữ an toàn, không để lây lan bệnh dịch. Thứ hai nữa, ta rất kiến thức khi bịt khẩu trang. Người dân tỏ ra khá bất ngờ và ngạc nhiên khi tận mắt thấy chiếc siêu xe lưu động tiêm chủng vaccine. Cái này đầu tiên hôm nay tôi thấy lần đầu cái siêu xe này. Nguyễn Thanh Liêm, 1970. Coi như là chỗ nào là coi như mình tới mình cũng lấy được hết, di động. Chiếc xe tiêm chủng vaccine lưu động có giá 1,8 tỷ đồng, được thiết kế đặc biệt từ một chiếc xe tải nhỏ, hiện đang do Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp quản lý. Trên xe có 4 bàn tắm ghế, được lắp ráp trực tiếp vào xe, hệ thống phun khử khuẩn và hệ thống khử khuẩn bằng nhiệt, một máy phát điện phòng trường hợp xe tiêm ở những nơi không có nguồn điện hỗ trợ, có hệ thống đèn chiếu sáng trên mái che, các dụng cụ tiêm vaccine cấp cứu cơ bản. Thân xe bung ra hai bên, đảm bảo cho công tác tiêm chủng được diễn ra thuận lợi trong mọi điều kiện thời tiết. Bên ngoài chiếc xe có các hàng ghế được sắp xếp theo đúng tiêu chuẩn giãn cách để người dân có thể an tâm ngồi chờ đến lượt tiêm. Ngoài ra, xe tiêm chủng lưu động sẽ tiếp tục vào những khu chung cư, khu dân cư và những con hẻm mà người dân khó đi lại để tiến hành tiêm chủng cho người dân.